Xin chào cả nhà nha. Hiện tại em đang ở Cát Thi nha mọi người. Trời này khá là nắng nha mọi người. Tắm nữa nè, tắm nữa, chụp chân ngay nè, tắm nữa nhìn đi. Nè, nhìn thẳng nha, đang vô tắm rồi. Không ngại á. Ngại. Chụp hình mà. Cái núi nè. Dặm núi. Điều núi. Điều rồi đó. Em tên gì? Vũ Thu Thiền hiện hồn ăn cơm. Bà mặc đồ trang bà không? Không đồ bà mới đẻ bà 8 đứa gì đó. Rất vui chứ cầm ơ. Cái đó là chiều hướng khác rồi nha em. Cái đó là chiều hướng của cô Minh Hiếu rồi nha. Cái gì, cái vụ gì vậy, cái vụ gì vậy? Mình đi tắt nè, mình đi tắt. Rồi ok. Rồi kiểm tra đi, coi chừng có thiếu nước tắt. Vậy ok, có 10 ngàn không? Rồi các Huy đưa 10 ngàn cho gia đình nào. Rồi cảm ơn em. 2 phần hả? 4 phần. Đấy. Được, được, tại giờ này còn sớm thì em ra hộm lấy. Còn đâu chị để tới chiều chị ế cũng vậy nha em. 4 phần. 4 phần là 120 các thứ đó là 80 nha. Rồi các thứ cảm ơn em, cảm ơn chị. Dạ hả? Tới đây nè. Ủa đâu rồi? 201. Tiếng 201 đâu ta? Ủa có xoài hả? Em đó. À đây nè. Còn xoài nhiều mà. Đổ ra. Ok, qua đây có 10 nghìn cho chị nè. Cho 4 đồ đũa nè. Em 4 phần ha em gái. Nhớ chị em đũa toàn quan cho khách nha. 3 phần có quên. 3 phần á. Ai 3 phần nào đi khách tiền cho các khách tiền nè. Ok. 3 phần. 3 phần. 3 phần. 3 phần. 3 phần. 3 phần là có lời trong 1 nha. Xoài á. Cảm ơn nha. 6 xoài á. 6 phần, 6 phần 98 cho đó. Để rồi đi. Lấy bình xoài cho người ta đi con. Con. Lấy bình xoài con đi đâu hả? Cái mì dâu mì ngủ chay đâu vậy? Em 6 phần. Vui lực thôi má, giờ đi nắng nôi nó hôi lắm. Cái gì vậy chị? Mình đi qua vậy chú? Không biết qua vậy được. Đi đến qua vậy? Rồi ok ok. Uống gì đã? Ngồi mấy ăn uống cái gì vậy? Bốn phần phải không? Lấy 4 phần đi. Lấy 4 phần trước thì rồi đợi xoài. Nha. Cứ lấy 4 phần đi. Mọi người nào muốn lấy cứ đi việc đợi xoài giùm em nha. Không sao mọi người. Đó. Hai đẹp. Em lấy 4 phần hả? Ừ, 4 phần. Rồi từ từ mọi người. Đây nè, cô bé là 6 phần nè. 6 phần bịch bình á chị. Rồi, cô bé này mấy phần? 2 phần. 6 phần. 2 phần 6, 6 phần đây nè. Trời nắng nha. Nắng quá. Ủa, qua bà Tây Thi hôm qua cũng mưa tội nghiệp với dễ sợ trời. Nó bảo bà có mưa yếu đâu à. Ủa dễ sợ. Em có bỏ đũa thì thiền quá. Chỉ thí xoài thôi. Cái xoài. Một người sáu phần lắm luôn phần đó. Đó. Nó soi chứ đi đây bây giờ nó phải hiền lắm. Lát xoài ra đưa cho em. Sáu phần nè. Có xoài đá kìa, xoài đá rồi. Thêm 2 phần. Trời ơi là trời, Tuấn hiện ai hiền. Đó, nè em cầm đi. Đó. Trời ơi là trời nắng. Có xoài là có xoài ra kìa. Bỏ nào vậy? Rồi đi ra đây nè em, thay vì em đứng đó tạo nghiệp. Rồi. Sáu bịch bánh tráng của em nó xanh.
từ có chuẩn bị một nước em lấy xoài thôi. Rồi này có em hai phần này cứ cầm ra đây lấy xoài đợi. Đưa đây có thể được. Gái để xoài coi gái. Đây. Ai xoài phần đâu? Đây nè. Cái này chủ của bé. Đi ra lấy xoài đi em. Có phần này có thể thôi. Hai phần. Mà để 4 phần phải không? Đó. Đủ nè. Ok ok. Ok. Có xoài chưa? Khoan từ. Bốn phần không ăn. Hai phần này đủ rồi. Ok cảm ơn. Bốn phần. Em ăn phần không? Mọi người cảm ơn mọi người. Dạ. Rồi ok ok tha hồ chụp hình. Chụp hình đi nghỉ vụ quân sự đi. Rồi của em là cũng nó vừa xong rồi thôi là hai chục. Ok em có xoài chưa? Rồi ok. Cái ba bịch trước đi. Thôi đi cho cô lớn tuổi gì trước đi. Đây. Rồi cảm ơn cô. Không gì đâu, con không cảm ơn cô. Khoan cho người ta lớn tuổi ta về trước, mấy anh này trẻ đứng đợi luôn. Em đợi hàng xoài nha. Đó lên đây. Để xoài nha. Vô nhanh đi. Mấy chụp hình đi cho My lên đồng. Ba phần rồi cảm ơn. Để lấy xoài dùm chị nha. Để cho nó về đây. Em đợi trên đầu chị nè. Đợi lấy xoài hỏi đợi đâu gì chị. Người ta ra đây nè bà, đứng đây đi. Chụp cho nó về đây Vinh đi. Dạ mình điều chỉnh cái miệng giật cười đó nha. Nó có bẹp chụp lại 80 triệu vậy là ok vậy đó. Bị đê luôn đúng không? Nhìn mới mới lớn mà chủ bị đê ra rồi. Mấy đứa này bị đê trưởng thành rồi. Đây, có đợi. Hả? Rồi đợi cô, đợi con cái nha cô. Con ơi con. Trời ơi. Bếp ăn chưa? Sao vậy? Rồi ok. Đúng hai làm gì vậy? À rồi. Cái mặt như tháng 7 vậy đó. Nó chỉ kinh ghê. Chị vô chung đó nó bán đi, nói là chị đi kêu vô lấy bánh. Có lấy không? Có. Ủa lấy cái đây. Lấy không? Rồi, mọi người cứ lấy đợi em nha. Nắng quá. Để em coi có muốn em chắc em. Em lấy tấm bạc em che đây quá hả? Em lấy tấm bạc găng che quá. Bây giờ che khoảng bao nhiêu mét ta? Mấy con? Mét dài quá. Thì nó sẽ có một cái trường hợp là vậy nè. Nó rất là dễ bị gió tóc lên. Mình phải kiểm tra cái chỗ đó nè, nó là cái lưới á. Hả? Cái lưới á. Cái đèn cái lưới lưới mà trong mấy hồng trồng rau á, nó bị nó thông gió nó không có lồng lên được. Đúng rồi đúng không? Vậy đó, nó không có lồng. Ừ. Lưới đó à. Lưới đó nhiều mét à. Cái rẻ. Cái đó mình cũng đang sợ mưa. Mưa thì cũng nếu mưa lớn thì cũng ướt hết à, nếu bạc ai dám đứng chạy vô nhà thôi. Chủ yếu là mình nó râm râm nó mát thôi. Cái đây đâu có cái đèn. Có cái tiền cô nó râm râm nó cũng dễ chịu rồi. Cho chút ngân tới kìa. Lông rau mũi á, chưa cắt á, cười cái lúa còn lông luôn. Ghê quá, đi đi cái thùi đúng. Hai cái vị hành.
chụp chung mát không chụp cho nắng chụp.